khám phá con Batycon một con là gì? Con là một nhóm robot quân sự của Decepticon. Chúng được tạo ra bởi Starcream bằng cách sử dụng các phương tiện quân sự cũ và mô đun não của các tù nhân Decepticon. Starcream sử dụng họ làm tay sai của mình trong kế hoạch giành kỳ kiểm soát Decepticon từ tay Megatron. Kế hoạch gần như thành công vì các con đã kết hợp với nhau để tạo thành một robot quân sự có sức mạnh khổng lồ mang tên Bruticus và robot này đã đấm vỡ mồm Devastator của Megatron. Nhưng thật tiếc là họ lại để thua dưới của Menasor là một robot của Decepticon được kết hợp từ những cái xe nổi loạn Stunticon và chúng được coi là vũ khí cuối cùng của Decepticon. Kết thúc cuộc chiến, các Combaticon được cho là phục vụ dưới trướng của Galvatron. Chúng ta đến với phần đặc điểm, đặc điểm sinh học. Các Combaticon là Decepticon, vậy nên họ sử dụng Energon để duy trì cơ thể sinh học chế độ robot Combaticon được thiết kế cứng cáp và mạnh mẽ, họ mang các đặc điểm của các phương tiện chiến đấu quân sự và sử dụng nhiều loại vũ khí như súng điện tử, súng laser, súng sonic, vân vân. Chế độ biến hình, các Combaticon biến hình thành các loại xe và tàu quân sự như xe tăng phòng không, xe tăng, tàu con thoi, máy bay trực thăng, vân vân một số combaticon tiêu biểu số 1 onslaught là thủ lĩnh của combaticon hắn giống một nhà lãnh đạo thích đứng đằng sau để thiết kế các kế hoạch chiến đấu chiến lược cho các đồng đội combaticon của mình thực hiện mặc dù hắn thường vạch ra các chiến lược để loại trừ sự tham gia trực tiếp của mình nhưng không có nghĩa onslaught là một kẻ hèn nhát khi được yêu cầu hắn ta sẽ tham gia vào trận chiến với sức mạnh mà cơn thịnh nộ kinh thiên động địa mặt tối này của onslaught khiến một số decepticon nghĩ rằng hắn là một kẻ khát máu điên cuồng nhưng sự thật là hắn chỉ thực hiện những nhiệm vụ đã vạch ra mà thôi ở chế độ robot, Onslaught có hình dáng to lớn và mạnh mẽ với các chi tiết thiết kế liên quan đến một chiếc xe tăng phòng không. Hắn có màu ô lưu sẫm và màu xanh đen là chủ đạo. Hắn sử dụng một khẩu súng Sonic để tấn công kẻ địch ở chế độ biến hình. Onslaught biến hình thành một chiếc xe tăng phòng không và đúng như cái tên thì hắn sử dụng tên lửa để bắn hạ mục tiêu ở trên không. Robot tiêu biểu thứ hai là Brawler. Nếu Brawler đang ở trên chiến trường và bạn không nghe thấy tiếng của hắn đi tới thì tôi nghĩ bạn nên kiểm tra lại tai của mình vì rất có thể bạn đã bị điếc. Đặc điểm phân biệt Brawler với các con khác chính là âm lượng vì bất kể hắn đang nói di chuyển hay là đang đánh nhau thì hắn đều phát ra các âm thanh như tiếng la hét tiếng kim loại va vào, vào nhau và tiếng nổ brawler là một decepticon có cơn thịnh nộ và bạo lực rất điên cuồng vì hắn ta rất khó để kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình điều này khiến các đồng đội của hắn cũng phải cảnh giác nhưng nó cũng khiến hắn ta trở thành một đối thủ đáng gờ mà trên mọi mặt trận chế độ robot brawler có hình dáng cứng cáp và to lớn với các chi tiết thiết kế liên quan đến một chiếc xe tăng hắn ta có màu ô lưu sẫm và xám là chủ đạo hắn ta sử dụng súng điện tử và súng sonic để tấn công kẻ địch ở chế độ biến hình Brawler biến hình thành một chiếc xe tăng màu ô lưu ở chế độ này hắn tấn công kẻ địch bằng khẩu pháo và sử dụng những chiếc bánh răng để nghiền nát kẻ địch robot tiêu biểu thứ ba là swindle Swindle là một kẻ lừa đảo một kẻ rẻ tiền và là một kẻ cơ hội hay theo cách hắn tự gọi mình là một doanh nhân không giống như các đồng đội con khác hắn coi cuộc chiến của autobot và decepticon chỉ đơn thuần là một cơ hội để giao dịch và kiếm lợi nhuận hắn là một chuyên gia về tất cả các loại vũ khí và là một mẽo trong các cuộc chiến ở châu âu hắn ta rất tự hào về việc có thể bán bất kỳ thứ gì cho bất kỳ ai và tất cả những gì hắn cần là một nụ cười khi giao dịch ở chế độ robot swindle có hình dáng nhỏ gọn và có các chi tiết thiết kế của một chiếc xe jeep hắn có màu vàng và xám là chủ đạo hắn sử dụng súng blaster và tên lửa để tấn công kẻ địch ở chế độ biến hình swindle biến hình thành một chiếc xe jeep màu vàng có gắn súng blaster và tên lửa ở trên xe để tấn công kẻ địch